loạt ảnh chụp hiện tượng khác là ở Lào Cai đang gây xôn xao trên mạng xóm hội. Trong ảnh, hơn 10 chiếc xe phân khối lớn chờ sẵn bên ngoài rạp cưới. Mỗi chiếc xe được trang trí một bông hoa đỏ như để báo hỷ. Một điểm nhấn khác là dàn nam nữ mặc áo quần dân tộc thiếu số tự sướng cùng loạt xe phân khối lớn. Những hình ảnh này khiến dân tình cực kỳ ấn tượng đám cưới ở miền xuôi có sự hiện diện của dàn xe phân khối lớn đã là chuyện ít gặp, đằng này dàn xe cũng lại hình thành ở vùng núi cao, trong một đám cưới có lẽ là của người dân tộc thiểu số. Không ít dân mạng dự đoán đây là đám cưới của một hero có điều khiếu nại nào đó. Số khác cho rằng chú thể chơi xe phân khối lớn và được bằng hữu cùng đam mê hỗ trợ. Nhiều đồn đoán được đặt ra khiến chùm ảnh này ngày càng thu hút sự chú ý.